Chào các bác nhá. Thời tiết rất chi là rét. Hôm nay thì lại một cái video ngắn về cái mũ để cho các bác đội làm sao cho nó ấm, ra vườn làm hoặc là đi rừng hoặc là đi xe. Thì nhà em chuyên cung cấp cái mũ như thế này. Cái mũ này thì cái dáng của nó rất chi là trẻ trung, đẹp. Màu sắc thì sẽ có hai màu để cho các bác lựa chọn. Cái màu này là cái màu đen nhá. Đen hơi lâu lâu các bác ạ. Rất chi là đẹp. Em sẽ test thử luôn, sau đó thì giới thiệu một chút về cái mũ này để các bác nhà mình quan tâm được biết. Cái mũ này thì nó sẽ có cái lượt lót lông này, các bác nhìn cái lót lông. Cái này rất chi là nhẹ nhá, siêu nhẹ. Nếu như các bác mà trời rét đậm như thời tiết bây giờ, các bác đội vào như này để đi ra vườn này, đi xe này. Đấy. Rất chi là ấm nhá, chỉ cần đội vào như thế này cái là cảm giác rất dễ chịu. Cái mũ này là mũ siêu nhẹ nha các anh nhá, rất chi là nhẹ. Và đi cùng với một cái mũ này thì sẽ có một cái khẩu trang. Đây là cái khẩu trang để đi theo mũ. Thì cái khẩu trang nó sẽ có hai cái khuy đính này, các bác hãy đính nó vào đây. Cái này rất chi là dễ dùng. Đối với các bác mà đi xe máy thì nó rất chi là ấm. Các bác ra vườn này, các bác đi rừng này đều có thể sử dụng được cái mũ này. Rồi, ok. Thế là em đã đội hoàn thiện một cái mũ có khẩu trang như này để cho các bác đi xe. Còn đối với các bác ra vườn mà làm nó đã hơi nóng lực rồi thì các bác sẽ đội lên như thế này. Chi tiết một chút để các bác xem. Cái dụng cụ này thì là chỉ là những cái dụng cụ kèm theo của tất cả những cái sản phẩm của nhà em thôi. Các bác sẽ gài lên như thế này nhá. Bên trong nó đều là lót lỉ hết này. Kể cả trên đỉnh này cũng là lót lỉ hết nhá. Các bác sẽ đội như thế này để đi ra vườn. Rất chi là ấm các bác ạ. Và cái mũ này thì em đang nhận gửi và ship trên toàn quốc. Giá của nó sẽ là 150.000 đồng cho một chiếc. Đối với thời tiết lạnh không thể yêu thương được như này thì các bác lên sắm một chiếc mũ như thế này. Thì bên cơ sở em còn có rất nhiều những cái dụng cụ về đồ làm vườn, về đồ làm bonsai, đồ làm cây cảnh. Thì một chiếc mũ ấm như này thì rất cần thiết đối với các bác trong tất cả công việc. Các bác đi ra vườn này, các bác đi rừng này, đi xe máy, lúc nào có thể đội nhá. Nhất là các bác đi câu cá nữa, rất nhiều bác đi câu sử dụng cái mũ này. Và các bác mà đang quan tâm tới cái mũ này, hãy liên hệ trực tiếp tới em qua số điện thoại, đó là số 0869 054 295 hoặc số điện thoại 0985 531 602. Đấy là hai số điện thoại chính để em tư vấn và cũng như là cung cấp tới các bác tất cả những cái dụng cụ nhé. Thì một cái mũ ấm áp như này vào thời tiết mùa đông này, làm này rất chi là rét, rét dài, rét da riêng. Đấy, các bác nên sắm một chiếc mũ như này đội để thuận tiện trong tất cả các công việc nhé. Giá sẽ là 150.000 trên một chiếc. Đây em nói giá luôn để các bác nhà mình được biết. Cái này trọng lượng của nó siêu nhẹ. Đấy, các bác cứ tưởng tượng nó như là cái chăn siêu nhẹ, các bác cầm nó nhẹ nào thì cái mũ này cảm giác nó cũng nhẹ như vậy. Rất chi là nhẹ và ấm áp. Tất cả bên trong đều là chất lỉ hết nhá. Bác nào cũng có thể sử dụng được chiếc mũ như này. Cực kỳ là ấm áp luôn. Và em sẽ có một cái màu màu xanh nhá. Màu xanh nữa. Màu xanh ở đây là màu đen này. Tùy thuộc theo các bác sử dụng. Màu xanh, đây, màu xanh đây. Em cũng thử luôn cái màu xanh để bác nào xem quan tâm đến màu nào thì lấy màu đấy. Nói chung là màu nào cũng rất chi là ok với cái dòng này. Rất chi là đẹp nhá. Các bác hãy liên hệ trực tiếp luôn tới em nhá. Và các bác mà quan tâm tới kênh của em với nhiều cái dụng cụ hay, các bác đừng quên ấn vào nút đỏ là nút đăng ký kênh và ấn vào quả chuông để đón tiếp theo những cái video của nhà em qua tất cả những cái sản phẩm hữu ích nhất. Đây là cái mũ xanh nhá các bác nhá. Đây là cái mũ xanh này. Đấy, tùy theo các bác sử dụng nhá. Em xin kết thúc cái video ngắn ở đây nhá. Hẹn gặp lại các bác ở một cái video sau. Chào các bác ạ.